chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày, quý vị khán giả sẽ được các đầu bếp của chương trình hướng dẫn thực hiện những món ăn ngon lạ và điều đặc biệt là có thể làm phong phú cho bữa cơm hàng ngày. Và như thường lệ, hãy cùng với Ngọc Hương xem đầu bếp trong chương trình ngày hôm nay sẽ hướng dẫn cho chúng ta thực hiện món ăn gì nhé. Chào anh Vũ. Chào Ngọc Hương, chào quý vị và các bạn. Anh Vũ đang làm cái món gì mà em thấy có cả bắp chuối hột nữa vậy? Em biết đây là bắp chuối hột mà. Anh Vũ biết tại sao không? Bởi vì ở nhà mẹ Ngọc Hương rất là thường làm cho Ngọc Hương ăn món bắp chuối hột nè, trộn với dầu giấm với đường, một món ăn dân dã nhưng mà rất là ngon miệng. Ngọc Hương có biết phân biệt giữa bắp chuối hột và bắp chuối sứ không? Em nghĩ là bắp chuối hột á, khi mà sắc ra thì nó sẽ có vân màu đỏ đỏ, đúng không anh Vũ? Bắp chuối hột thì sắc ra thì có màu xanh, ngả màu vàng. Còn bắp chuối sứ thì có màu đỏ. Mà hình như em thấy anh đang luộc gà nữa nè. Món gì mà có gà với lại bắp chuối hột nữa nha anh Vũ? Anh cũng sẽ bật mí ra ngay đi thôi. Món tôi đem đến cho quý vị các bạn trong chương trình ngày hôm nay, đó là món gỏi gà rau răm. Anh Vũ ơi, em thấy tên món ăn anh giới thiệu là gỏi gà rau răm, nhưng mà anh em mình đang nói về bắp chuối hột mà. Em quả là tinh ý đấy nha. Thưa quý vị và các bạn, món gỏi gà là món ăn truyền thống của Việt Nam chúng ta, có ở khắp các vùng miền. Ngoài Bắc thì người ta thường hay trộn gỏi gà với lại dưa chuột nè, cà rốt và giá đỗ, và thêm vài lá chanh nữa. Còn ở trong miền Nam thì người ta thường trộn gỏi gà với lại bắp cải. Trong chương trình ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn món gỏi gà trộn với bắp chuối, đó là cách trộn theo kiểu người miền Trung. Thì ra là vậy. Đúng vậy. Vậy thì nguyên liệu để thực hiện món này gồm có những gì hả anh Vũ? Rất là đơn giản Ngọc Hương trước tiên chúng ta cần nửa con gà ta. Kế tiếp chúng ta cần khoảng 100 gram bắp chuối bào. Bắp chuối này là bắp chuối hộp anh đã bào sẵn rồi. Chúng ta cần một trái ớt sừng và đây là ớt xanh. Đối với món gỏi cho người Trung, chúng ta nên chọn ớt xanh để có cái vị cay và vị ngọt đặc biệt. Kế tiếp chúng ta cần một củ hành tây, một ít rau răm, tiêu, muối, đường, bột ngọt Ajinomoto và một nguyên liệu để tạo vị chua trong ăn, đó là giấm gạo Lisa. Khâu đầu tiên chắc chắn là chúng ta phải luộc gà trước, đúng không anh Vũ? Đúng vậy, anh đã tranh thủ thời gian, anh đã luộc trước thịt gà rồi. Dạ. Mà Ngọc Hương có nhớ là làm sao để chúng ta luộc thịt gà được ngon không? Ngọc Hương nhớ là chúng ta phải luộc gà từ trong nước lạnh và cho vào đó hạt nêm Ajinomoto nè, hai củ hành tím đập dập. Đúng vậy. Và sau khi chín thì chúng ta sẽ vớt ra ngâm vào trong tô nước đá lạnh, đúng không? Chính xác. Và Ngọc Hương nhớ khi chúng ta luộc thịt gà, để thịt gà được chín mà không bị khô thì chúng ta để lửa sôi vừa thôi. Dạ. Và chúng ta đối với nửa con gà thì chúng ta luộc khoảng chừng 15 tới 20 phút là vừa. Bây giờ thì mình vớt gà ra anh Vũ ha. Đúng vậy. Đây, anh sẽ vớt ra và ngâm vào trong nước lạnh. Dạ. Bây giờ anh sẽ vớt một ít nước béo trên mặt. Dạ. Để tí xíu nữa anh sẽ pha nước trộn gỏi ha. Dạ. Hành tây anh cũng sẽ cắt lát và anh cũng ngâm vào trong nước lạnh. Dạ. Và để làm món gỏi thì Ngọc Hương có biết anh cắt lát theo chiều nào không? Chiều dọc hay chiều ngang của củ hành tây không nè? Em nghĩ là theo chiều ngang, đúng không? Đúng vậy, nhưng mà em biết lý do tại sao không? Em không biết nữa anh Vũ ơi. Thưa các bạn, để làm cho món gỏi, để món gỏi chúng ta được hấp dẫn là chúng ta phải nên cắt hành tây theo chiều ngang như vậy. Khi chúng ta cắt theo chiều ngang như vậy, nhựa và mùi hăng của hành tây sẽ ra hết khi chúng ta ngâm trong nước lạnh. Dạ. Thêm một điều mà quý vị khán giả cũng cần nên lưu ý, đó là bắp chuối và hành tây chúng ta đều ngâm trong nước đá lạnh, vì hành tây ngâm vào trong nước đá lạnh sẽ được giòn và giảm được mùi hăng. Đúng vậy, và bắp chuối cũng vậy, đúng không nào? Chúng ta ngâm vô trong nước lạnh để tạo độ giòn cho bắp chuối. Dạ. Bây giờ em giúp anh xé thịt gà nha. Dạ. Trước tiên thì da em lột bỏ riêng, đúng không? Lột bỏ riêng ha. Rồi sau đó em xé ra thành những miếng to. Dạ. Trong khi chờ Ngọc Hương xé thịt gà thì tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị và các bạn cách pha nước mắm để trong gỏi. Ớt xanh cắt khoảng nửa trái, cho vào cối, chúng ta giã với một ít rau răm. Anh sẽ cho tiếp 4 muỗng canh giấm gạo Lisa. Dạ. Rồi anh sẽ cho vào đây một ít tiêu. Dạ, một ít tiêu. Rồi một chút muối khoảng nửa muỗng cà phê. Dạ. Và khoảng một muỗng cà phê đường. Chắc chắn rồi, để thêm vị ngọt thì chúng ta cho nửa muỗng Ajinomoto. Rồi chúng ta quậy đều ha. Dạ. Và để tạo cho vị béo của món gỏi thì tôi sẽ cho vào đây khoảng 2 muỗng canh nước béo. Từ nước luộc gà đúng không anh? Đúng vậy. Bây giờ anh sẽ hướng dẫn em tới phần trộn gỏi ha. Thưa quý vị các bạn, để món gỏi gà chúng ta được ngon
Anh cho vào đây một ít tiêu, muối, một chút xíu muối. Dạ. Và một chút bột ngọt Ajinomoto. Dạ. Anh sẽ trộn đều lên trước. Chúng ta phải để luôn phần xương. Dạ. Phần da gà bên trong luôn như vậy ha. Rồi, sau khi tôi đã để ráo nước bắp chuối nè, tôi sẽ cho vào đây. Và hành tây cũng vậy. Chúng ta để ráo nước, chúng ta cho vào tô gỏi. Dạ. Anh sẽ chọn vừa những lá nhỏ ha, để một lá và lá lớn anh cắt đôi. Chúng ta không cắt nhuyễn như là trộn gỏi theo kiểu người miền Nam mình nha. Dạ. Kế tiếp chúng ta sẽ cho nước trộn gỏi vào. Rồi, chúng ta sẽ trộn đều lên như vậy. Và đối với món gỏi này thì chúng ta ăn kèm với lại bánh mì tôm và nước mắm chua ngọt. Bây giờ thì anh sẽ mời em dùng thử xem cảm nhận như thế nào nha. Rồi, bây giờ mời Ngọc Hương dùng thử và cho anh biết. Quý vị khán giả thân mến, thịt gà thì chín mềm, bắp chuối và hành thì giòn. Đặc biệt là vị chua nhẹ nhẹ của chấm gạo Lisa mà trong công thức anh pha nước trộn á, ngon ơi là ngon luôn. Quý vị khán giả thân mến, hãy đừng quên đóng góp ý kiến cho chương trình Món Ngon Mỗi Ngày, hộp thư số 1 Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai, hoặc gọi điện thoại đến trung tâm tư vấn khách hàng của công ty Ajinomoto 061-882-6188. Thời lượng dành cho chương trình đến đây là hết rồi. Ngọc Hương và anh Vũ xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.